Alo. Hello. Hello. Lâu lắm mới gặp mọi người nhỉ? Bọn mình nghỉ dịch lâu lắm rồi nhỉ? Thế mà sắp tới Tết Đúng rồi nhở, sắp đến Tết rồi cơ đấy. Mọi người đã chuẩn bị gì chưa? đấy. Thảo nào mấy hôm nay nhà tớ với tấp nập suốt đấy. Nghĩ xem nào. Nhà tớ là chuẩn bị cực kỳ nhiều đồ cúng Tết luôn. Gà này, bánh chưng này, giò lụa này. Rồi cả mấy bữa trước nữa mẹ còn rủ tớ cuốn nem đấy. Eo ơi, cứ nhắc đến Tết là lại thấy bồn chồn sao ấy. Cứ chờ mãi đến cái lúc mà cả nhà cùng thắp hương đêm giao thừa, rồi lại cùng đánh chén con gà luộc, xem pháo hoa, rồi lại xếp táo quân nữa. Mấy việc đấy mà có gì vui nhỉ? Tớ thấy xem pháo hoa về mặt tháo quân đâu có gì để đào háo hức đâu. Hơn nữa nhà tớ và Tết cũng chả khác ngày thường là mấy, chẳng bao giờ bận rộn tấp nập vì đặt đồ cúng ở ngoài đều đã rất dễ dàng rồi. Cùng lắm chắc cũng chỉ là dịp để dạo phố chụp ảnh mà thôi. Eo, năm ngoái nhà tớ còn chả được xem pháo hoa cơ. Dịch bệnh lây lan mạnh, nhà tớ còn không được về quê gặp ông bà, cô dì, chú, bác nữa. Lao thừa ấy, chỉ có bốn người nhà tớ quây quần đón với nhau. Trời, Tết không phải là ngày mà từ người già đến trẻ nhỏ đều phải háo hức chờ đợi à? Là ngày đầu xuân năm mới cơ mà. Nếu không phải vì bị cấm thì còn cả tiếng pháo Tết nữa kìa. Vui như thế cơ mà. Không phải là bị cấm mới không làm mà đốt pháo nguy hiểm thế cơ mà. Cậu nói xem, dân cư đông đúc thế này, đốt lên ai dám đảm bảo an toàn đây? Thì sắm Tết, nhà cậu cũng phải sắm Tết chứ. Chẳng nhẽ cậu lại không muốn cùng bố mẹ tới chợ xuân mua cây mai cành đào à? Được hưởng cái rộn ràng của phố phường ngày giao thừa, lại còn được sắm quần áo mới nữa. Sắm quần áo thì vui đấy, đi chợ Tết thì người đông chen chúc lại còn ồn ào. Không 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 không, tớ còn lâu mới thích mấy cái chỗ đó. Tớ ngắm mấy cái cây thì có gì mà vui, rõ ràng là mấy thứ đồ đấy cũng thể tìm và đặt được ở trên mạng cơ mà. Người ta bây giờ là theo xu hướng ấy, toàn đặt đồ trên mạng chứ ai đi ra chợ Tết nữa. Mà nói đến vui ấy, phải là những lúc bố mẹ đưa tớ đi du lịch này, nghỉ dưỡng này, mấy chỗ đó vừa to vừa đẹp tới là không muốn về. Cậu đúng là không biết Tết đúng là thế nào mà. Tết ý là phải đi lễ chùa khai xuân, phải cầu cho một năm mới nhiều may mắn thành công. Còn nữa nhá, mà cái hôm mùng 1 ấy, vui nhất là lúc mà cả nhà ngồi quanh cái bàn tròn ăn mâm cơm Tết, rồi cô dì chú bác kể lể đủ thứ chuyện trên đời. Xong rồi nhá, lại còn được nhận lì xì nữa chứ. Thế mà có gì mà vui nhỉ? Không phải chỉ ngồi ăn thôi à? Ngày nào mà chả ăn với nhau. Thế là cậu không biết Tết cổ truyền là thế nào rồi. Cậu nhìn đây này, cái này mới là Tết cổ truyền đây này. Không biết từ bao giờ người dân Việt Nam bắt đầu có Tết, và không biết từ khi nào Tết Việt đã trở nên thiêng liêng và gắn bó trong đời sống cũng như văn hóa người Việt đến như thế. Cứ mỗi khi tiết trời bắt đầu giao mùa, chuyển từ những ngày đông se lạnh sang những ngày xuân ấm áp, khi trầm hoa bắt đầu khoe sắc, thì già trẻ, trai gái, người giàu cũng như người nghèo đều háo hức đón Tết. Tết không chỉ là dịp người ta ăn Tết, chơi Tết, mà quan trọng hơn, Tết còn là dịp để quây quần và sum họp. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, Tết Nguyên Đán trước hết là Tết của gia đình, Tết của mọi nhà. Người Việt Nam có tục hàng năm, mỗi khi Tết đến, dù làm bất cứ nghề gì, ở bất cứ nơi đâu, kể cả những người xa xứ, vẫn mong được trở về sum họp dưới mái ấm gia đình trong 3 ngày Tết. Tết Nguyên Đán là khâu đầu tiên và quan trọng nhất trong hệ thống lễ hội Việt Nam, còn được gọi là Tết Cả, là lễ hội cổ truyền lớn nhất, lâu đời nhất và nhộn nhịp nhất của người dân Việt. Theo lịch sử ghi chép lại, thời Lý, Trần, Lê, ông cha ta đã cử hành lễ Tết hàng năm theo một cách trang trọng. Tết cũng là dịp chào đón một năm mới với hy vọng tốt lành cho cá nhân và cho cả cộng đồng. Nhưng rõ nét nhất là không khí chuẩn bị Tết của từng gia đình. Bước vào bất cứ nhà nào trong thời điểm này cũng có thể nhận thấy ngay không khí chuẩn bị Tết nhộn nhịp và khẩn trương. Từ việc mua sắm, may mặc đến việc trang trí nhà cửa, chuẩn bị bánh trái, của bàn, đón người thân ở xa về. Đấy, cậu nghe chưa, nghe chưa? Tết cổ truyền ý, còn hay gọi là Tết Nguyên Đán, là ngày lễ truyền thống lớn nhất trong năm của người Việt ta. Đây là ngày Tết chính thức của người Việt Nam và nhiều nước châu Á khác, đánh dấu sự xuất hiện của mùa xuân dựa trên âm lịch, là lễ hội quan trọng và phổ biến nhất của người Việt trong năm đấy.
Ông cha ta đã cử hành lễ Tết từ thời Lý Trần Lê cơ mà. Nguồn gốc của Tết cổ truyền thì hầu hết được cho rằng là từ Trung Quốc và du nhập vào Việt Nam từ 1.000 năm Bắc thuộc. Nhưng mà theo sự thích bánh chưng bánh dày thì người Việt Nam đã ăn Tết từ thời vua Hùng rồi cơ, tức là trước cả khoảng thời gian 1.000 năm Bắc thuộc nữa. Vì thế nên là nguồn gốc của Tết Nguyên Đán này vẫn còn nhiều tranh cãi lắm. Tết cổ truyền hay là Tết Nguyên Đán của Việt Nam được tính theo âm lịch, muộn hơn Tết Dương lịch hay gọi là Tết Tây. Tết Nguyên Đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng 7 đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới, là tầm khoảng từ 23 tháng Chạp đến hết ngày 7 tháng Giêng. Này cậu nhìn đây này, Tết cổ truyền có rất nhiều những cái phong tục truyền thống như là cúng ông công ông táo, gói bánh chưng hay là chuẩn bị mâm ngũ quả. Rồi cả cúng tất niên này, xông đất này, chúc Tết mừng tuổi nữa. Vì thế nên á, Tết cổ truyền có cực kỳ nhiều ý nghĩa luôn. Là ngày lễ sum họp đoàn viên này, vào ngày Tết này thì bất cứ nghề gì, bất cứ nơi đâu thì ai ai cũng muốn được trở về sum họp rồi mày ấm gia đình. Đây cũng chính là ngày được cho là giao hòa giữa trời đất và con người với thần linh. Bắt nguồn từ quan niệm ơn trời mưa nắng phải thì, người nông dân còn cho đây là dịp lễ để tưởng nhớ các vị thần linh có liên quan đến sự được hay mất của mùa màng như là thần đất, thần mưa và thần nước. Đây còn là ngày của sự đổi mới, lạc quan và hy vọng. Con người có thể hy vọng vào một năm mới an lành, may mắn với những niềm vui mới, tạm biệt đi quá khứ cũ. Còn nữa, đây chính là ngày để hướng về nguồn cội. Trong những ngày lễ Tết thì chúng ta thường có thể thấy được trên bàn thờ ông bà tổ tiên luôn có mâm ngũ quả, bánh mứt, mâm xôi, đĩa thịt để thể hiện sự biết ơn, hướng về nguồn cội, nói lên sự kính yêu, đạo hiếu vốn có của người Việt ta. Đây chính là ngày để yêu thương, mọi người có thể thể hiện sự yêu thương, quan tâm gửi đến nhau bằng những lời chúc chân thành và tốt đẹp nhất. Hay nó còn chính là ngày đánh dấu sự khởi đầu cho cả một năm dài với những cơ hội, thử thách và nhiều điều mới. Đấy, cậu thấy chưa? Cái này mới là Tết cổ truyền chứ. Như cậu á, chả biết gì cả. Cậu có gì mà chả đúng. Thôi, chúng mình gọi điện để hỏi han cơ mà. Tại sao lại thành tranh luận thế này? Dù có là Tết cổ truyền hay là hiện đại thì đều đã bị ảnh hưởng bởi Covid-19 rồi. Hiện giờ người nhà nhà chỉ có người nhà chống dịch, cố giữ cho trọn cái vui của Tết thôi. Tết thì vẫn vậy đấy, nhưng cách đón và cách tận hưởng ngày Tết đã có nhiều thay đổi rồi. Chắc chắn có những thay đổi tốt mang tính tích cực, nhưng bên cạnh đó cũng có những điều khiến chúng ta phải mẫm lại và nhớ nhung về những cái Tết xưa. Nên dù cho có đang theo xu hướng Tết nay hay vẫn giữ cho mình những nét đẹp truyền thống của Tết xưa, thì hãy luôn nhớ rằng Tết là gì xung vầy, hãy vứt bỏ mọi nỗi lo toan của cuộc sống để quây quần và tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất bên gia đình và người thân là được rồi. Và nhân ngày đầu xuân năm mới, chúng con xin gửi đến các y bác sĩ lời cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong các y bác sĩ luôn khỏe mạnh, tận tâm và cống hiến hết mình cho sự nghiệp cứu người. Chúc thầy cô năm mới 2022 một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình mẹ, kiếp khúc tình cha và một gia đình thịnh vượng. Chúc gia đình thầy cô vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu điều bất ngờ không chờ cũng đến. Con chúc các bác luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều thành công trong công việc, cuộc sống. Chúc cả lớp mình bước sang năm mới với những hạnh phúc mới, những mục tiêu mới, thành công mới và nguồn động lực mới. Vui vẻ, lạc quan, yêu đời phơi phới, hạnh phúc sẽ tới, niềm vui sẽ về. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, phúc lộc đưa nhau đến từng nhà. Và lời công chúc tân niên mới, vạn sự an khang, vạn sự lành. Và đó là những lời chúc, những chia sẻ mà nhóm 1 muốn mang đến. Cảm ơn cô, các vị phụ huynh và các bạn đã lắng nghe.